Trận đấu thứ ba. Đây là pan của Vivi. Developer, hai chém siêu tuyển ở thế bắp lại. Những quân bên phía đối bạn là quân gì? Tôi vừa thời điểm vừa nãy tôi chưa được kịp nhìn. Như vậy là các bạn có thể thấy trên màn hình rồi. Đôi voi bảy yêu mấy con, bảy yêu bảy đi, tôi đã nhìn thấy sáu rồi. Như vậy là con số 7. Bên phía đối bạn là Miwan và Fo. Có một con chim nữa, một tên là chim nữ tên Thi. Nhắn tin cho tôi là đối bạn là Miwan và Fo. Tôi xin cảm ơn anh và một can dầu ăn. Như vậy đôi voi quả phụ vậy à, khá là được. Mèo vẫn đang muốn đi dò để tìm thấy thêm những đồ ăn nữa. Là chui vào hốc này. Cũng có thể hoàn toàn có thể không được nhà, không cần chui hốc. Như vậy là anh quyết định chui ở đây đóng một chiếc hốc ở vị trí này rất là đẹp. Chuyện đi dò sẽ được mang về để có thể câu con voi kia về. Mày mày BB. Úi giời. Phê, phê lòi mắt. Bạn thì thấy rồi. Nhà rất nhiều hiệu voi. Bảy hiệu này cũng là một bảy hiệu 7 con. Cũng là một bảy hiệu 7 và đánh 19 lần. Thiết kế một chiếc BS. Đã có quả phụ chưa em? Dường như có rồi, vì không đi dò. Không đi dò chắc chắn là có rồi. Kích đây là 7, 10. Đấy, 7 không đi dò thì chắc chắn là có rồi nữa. Cứ đợi 7-10. Rồi, đạt được chiếc BG rồi, không sợ ăn chanh. Một bài rất đẹp của bạn. Bumper thì sao, đã thấy thêm bầy yêu nào không? Đây rồi, đang câu con voi thứ 3. Kích đời từ khá lâu rồi. Vâng, đánh 21 dân. Chắc chắn là đầu 8. 8 bao nhiêu? Chắc là cuối 8. Không biết em là cuối 8 hay không. Lượng gỗ đã dồn lên là sắp đủ. Lượng gỗ đã dồn lên đủ rồi. Thịt cũng đã đủ. Vâng, cuối 8. Sang chín sớm. Một mình meo meo lên đời. Một mình meo meo lên đời trận thứ 3. Sao còn rõ. Còn nguyên một quả nữa thì có thể bú. Mà meo meo thì meo meo thì anh rất thích bú. Bú cái gì tôi không biết. Đây rồi. Ra đóng nhà điều kiện. Nhà điều kiện chặt chẽ. Văn Đức bây giờ mới đóng nhà điều kiện. Tôi dám chắc đấy là nhà điều kiện luôn. Và ăn ngay con giò đầy đủ công giáp vào hồ.
Vâng, anh Bo làm gì nhà BB ngay gần đây? Có một con quẩy ra. Một con quẩy ra. Làm con quẩy cho nó mát. Cái nhà BB rất gần luôn. Nếu nó sinh ra bên ngoài đen luôn BB. Rồi, đã có hàng đã về. Được rồi, không công giáp. Số này bao nhiêu? 5 con nông dân. Chắc sẽ phải làm sống hết rồi. À, chạy kìa, chạy. Chạy đi đâu? Con sâu. Mang luôn con quẩy xuống bãi gỗ. Làm cái P chuẩn luôn. Bài văn nước sẽ rất dễ trận thiếu này. Một con lạc đà của văn nước đã được sinh ra, nhưng con này không công và không giáp. Có công à? Mày mèo ra rất đều 1L 1P. Mày máy BB xem BB cho nó 24. Đang bắt đầu nhà của Hoàng Minh Nhi trận nhà đã có hốc. Đóng cung ở trong luôn. Vâng, đóng cung, đánh cung thủ ăn. Như vậy là đánh thẳng cung A Miyuan của Hoàng Minh Nhi. Folesian là của Van Lớp. Miyuan đánh thẳng cung. Có đánh ta không? Có nhà A rồi. Bơm tí gỗ sang đây. Ồ không, như vậy là tăng A. Có y. Văn ấp có y nhưng bây giờ thì Pan có cung R. Trong Hyper thì có P. Y của Văn ấp sẽ phế, không có cửa. Không có cửa để ôm bom bất cứ nhà nào cả. Một bài Văn ấp cực yếu. Siêu yếu luôn. Bây giờ thì đi con, đúng là đi con vật chơi vào bãi gỗ bò nhỏ. Vẫn đã chạy dần điêu rồi. Đến với meo meo 27. Có một con P, một con sống đơn. Không có vấn đề gì đáng ngại cả. Tham này vẫn đang lợi rất là nhiều tiếng. Ruộng là rất đều về. Bắt đầu có y đâm vào. Nhưng đây là hai con phù thủy. Rồi, làm cả hai con. Mặt đến tận chân răng. Đang không có y thủ nhà. Cảm ơn Văn Lâm đã cống hiến hết mình về nghệ thuật. Có lại cây ăn này. Tươi nhỉ. Văn Lâm đã fit rất sâu. Văn Lâm đã siêu phế luôn. Không còn tình chiến đấu ở trận đấu này. Đây là đến với BB. 39. Tham ai bên phía của Skrillex đang đè nhưng Hoàng Minh Nhi. Nhưng nhưng mà Hoàng Minh Nhi là một trận cầm cung an quan. Đã không được cái hốc của mình. Bây giờ hai nhà phát triển ra. Cả Pơ và cả Pan phát triển ra. Cần thiết thì Pan nhảy 4 đánh ca to. Và hot. Hốc của họ mới nhìn bé tí, không to. Oh,
Bắt được tên này là vui, đi chặt chẽ luôn. Hai chém tuyệt, Miwan cũng trận thiếu một trận mà Miwan của Nhi cũng khá khỏe, nhưng một nhưng anh không không thể ép đời sớm với cái bài của mình được, một bài chuối hốc. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 cho VV và Memel. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo.